Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt, đúng không ạ? Nói chung là chúng ta đã vừa mới Tết xong, đã bước qua đến gì? Đến tháng 3 được rồi. Như vậy là gì? 2 tháng trôi qua trong nháy mắt thôi. Và trong cái thời gian tới thì chắc hẳn ai ai cũng mong muốn mình kiếm thật nhiều tiền để có một cái cuộc sống được sung túc hơn, ấm no hơn bên gia đình và bên những người mình thân yêu. Có lẽ cái điều mà mọi người quan tâm nhất cái thời điểm hiện tại đó chính là gì? Mình có cơ hội may mắn phát tài hay không? Đó. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp được biết trước vận mệnh. Sắp tới trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 sẽ có những cơ hội phát tài phát lộc, tiền bạc thì cứ ùn ùn kéo đến. Vậy thì những con giáp đó là những con giáp nào và cái số mệnh của họ sẽ ra sao? Cũng như là cái cơ may nào sẽ đến với họ trong cái thời gian này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận thế của mình. Biết đâu quý vị lại nằm trong top 4 con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông này. Đó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nó sẽ rơi vào ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch. Đó, dương lịch là ngày 11 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4. Thì con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong suốt 2 tháng từ đầu năm đến giờ thì những người tuổi Tuất luôn cảm thấy là áp lực về mặt tài chính, tiền tài. Họ luôn phải suy nghĩ là làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Và cái thời điểm trước đó thì cái vận thế của họ cũng đang gì, đang là vượng đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì gia chủ cũng gì không hề hối tiếc về sức khỏe mà cố gắng dốc hết mình để đổi lấy cái tiền tài tài lộc được vượng phát. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó chính là gì? Sức khỏe sẽ bị suy yếu nhanh chóng nếu mà quý vị không biết giữ gìn. Xong, trong cái thời gian tới đây, trong 3 ngày tới, những người tuổi Tuất sẽ ngộ được nhiều cái điều trong cái cách thức thu hút cái tiền bạc của mình. Họ có thể vận dụng cái kiến thức và cái tiền bạc, cái của cải sẵn có ấy, để đầu tư đúng nơi, đúng chỗ. Nhờ đó mà sẽ thu được một khoản lợi nhuận khá là lớn. Mua vàng, mua cổ phiếu, mua đất đai, bất động sản nhiều vô kể. Những cái việc đó đều có thể giúp cho những người tuổi Tuất kéo dài cái tài lộc của mình đến tận cuối năm, thậm chí là sang năm sau. Có thể hiện tại các bạn cảm thấy tiền tài của mình không được dư giả cho lắm. Dù sao ấy thì tiền kiếm được thì cũng đã đem đi đầu tư hết. Nhưng người ta nói phải có tầm nhìn xa trông rộng, thả con rắn sắt mà bắt con cá rô. Quý vị đừng vội nản lòng, hãy cứ tiếp tục đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Thành công sẽ không còn xa nữa. Các bạn chính thức sẽ trở thành những con giáp hốt vàng hốt bạc trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thưa quý vị, trong thời gian này thì công việc của những người tuổi Tuất nói chung ấy cũng khá là thuận lợi. Đấy, hanh thông. Nói chung ấy, đây cũng có sẽ xuất hiện nhiều cái cơ hội để cho những người tuổi Tuất vươn lên mạnh mẽ. Nhìn đi thì các bạn cũng sẽ thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người trong cái hoàn cảnh tương tự. Bên cạnh cái kế hoạch tài lộc của mình ấy, thì các bạn đã biết biến cái kế hoạch, biến cái tầm nhìn của mình thành hiện thực là một điều hoàn toàn không khó trong cái thời gian này. Những người tuổi Tuất là những người luôn nỗ lực với công việc. Vậy thì cái thành quả sẽ đạt được chắc chắn sẽ phải xứng đáng với những công sức mà các bạn bỏ ra. Tương lai thì luôn luôn là một cái ẩn số. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các bạn buông xuôi, buông bỏ mặc kệ cho những cái chuyện gì muốn đến với mình thì đến. Nếu mà các bạn chủ động nắm bắt và đưa ra những hành động chính xác thì các bạn sẽ rút ngắn được cái giai đoạn, tiết kiệm được cái thời gian cũng như là công sức, cũng đỡ lãng phí cái tiền bạc của mình so với cái thời gian trước đó rất nhiều. Nói chung ấy, trong khi người khác vẫn phải đang cố gắng mà xoay sở với công việc, cũng không biết làm thế nào để có được cái tài lộc ấy, thì những người tuổi Tuất cũng đủ để gì may mắn tìm ra cái ánh sáng khi mà có sự lựa chọn đúng đắn và luôn được thần tài ở bên cạnh. Cái điều quan trọng là khi mà nhận ra cái vấn đề thì các bạn đủ tập trung, đủ quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu đến cùng thì kết quả tiền bạc cũng rất là đáng mơ ước. Trong 3 ngày tới đây thì cái thiên thời nó cũng hỗ trợ cho những người tuổi Tuất trong việc đầu tư kinh doanh. Tuy với cái hoàn cảnh hiện tại thì ai ai cũng phải gặp khó khăn trong việc đầu tư, nhưng lại là cái cơ hội nếu mà các bạn gì có đủ kiến thức và có đủ cái sự nhanh nhạy cần thiết.
Có thể các bạn cũng sẽ tìm ra được một cái mối đầu tư như ý. Hiện tại thì chưa cần phải động chân động tay, nhưng mà trong tương lai hứa hẹn các bạn sẽ thu được một cái khoản tiền bội thu đấy. Thưa quý vị, thực tế là không ai đoán trước được tương lai, nên dù có tham gia vào việc đầu tư hay là kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng không ai đảm bảo được cái sự an toàn cho số vốn của mình. Nhưng quý vị hãy ưu tiên nhé, ưu tiên. Các cụ nói là gì? Buôn tài thì không bằng giải vốn. Quý vị hãy cứ ưu tiên nắm chắc cái tiền bạc của mình, cái nguồn vốn của mình, thì sẽ không lo cái chuyện thiếu thốn nữa. Do đó thời gian này thì quý vị cũng đủ may mắn hơn những người khác rồi. Nhưng mà quý vị cũng đừng có chủ quan nhé, cũng đừng nên vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt từ người khác. Đặc biệt cái thời điểm này thì cái số tiền tiết kiệm của một số cá nhân của những người tuổi Tuất ấy cũng đã bắt đầu phát huy được tác dụng, giúp cho gia chủ cũng như là gia đình để đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo được cái cuộc sống cho dù hiện tại có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tuất. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, những người tuổi Tuất con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian trước thì là một cái khoảng thời gian khá là khó khăn với những người tuổi Mùi. Nhưng chỉ cần trong 3 ngày tới đây thôi thì là cái thời điểm then chốt đối với những người tuổi Mùi để có thể ổn định cái nguồn thu nhập của mình từ giờ đến tận cuối năm. Bất kể bạn là người làm công ăn lương, hay là những người kinh doanh buôn bán, hay là những người đã vào nghề lâu năm ấy, hay là đang trong quá trình khởi nghiệp, thì cũng đều cần phải đem hết cái thực lực của mình để thể hiện ra, dành thêm thời gian để bồi dưỡng và rèn luyện cái năng lực của bản thân. Đó mới là cái con đường đúng đắn để các bạn nâng cao thêm cái thu nhập cho mình. Đặc biệt với những người tuổi Mùi làm nghề tự do hay là những người làm dịch vụ ấy, thì đây cũng là cái thời gian để các bạn dễ dàng đạt được cái sự bứt phá trong cái câu chuyện kinh doanh làm ăn, nhận được cái sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Vận may đang đến, quý vị hãy giữ cho mình một cái tâm trạng thoải mái, tâm trí thật tỉnh táo. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 này thì những người tuổi Mùi cũng thực sự là có duyên trong các lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực tài chính hay là kinh doanh buôn bán. Có thể thấy rằng cái con đường sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong thời gian này phát triển khá là hanh thông thuận lợi. Nhờ có được gì quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, lại được cái vận thế nó ủng hộ nữa. Đấy, những người tuổi Mùi thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên ý, thì để gặt hái được cái thành công thì quý vị vẫn phải nhờ vào cái sự cố gắng của mình ngoài cái vận may ra. Những người tuổi Mùi đã ý thức được cái nhiệm vụ của mình và có một cái mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà các bạn không sợ khó khăn vất vả, thậm chí là nhận cả phần việc của người khác nữa. Đấy, nếu mà người khác có ý trốn tránh. Bên cạnh đó, cái tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của những người tuổi Mùi chắc chắn cũng sẽ được đánh giá cao. Khi mà được giao cho nhiệm vụ mang cái tính thử thách thì các bạn cũng nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là cái nấc thang để các bạn có những bước tiến lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công hay là được cấp trên tin tưởng thì các bạn cũng không nên kiêu ngạo, coi thường người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế thì những người tuổi Mùi còn rất nhiều cái điều mà chưa hiểu rõ và vẫn còn rất nhiều việc mà các bạn cần phải học, cần phải lắng nghe lời khuyên của những người khác. Nói chung ấy, nhận lời khuyên của người khác thì không bao giờ thừa. Đặc biệt nếu như các bạn còn đang giữ một vị trí cao trong cái tập thể thì lại càng phải học cách lắng nghe và đánh giá cái vấn đề nhiều hơn nữa. Nếu không ấy, các bạn rất dễ bỏ sót một vài cái tiểu tiết hoặc đưa ra những cái quyết định chưa thực sự là chính xác, gây ảnh hưởng đến tập thể. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi đang có những cái bước tiến triển khá là vững vàng. Dù có thể các bạn
sẽ không gì thu được tiền về túi ngay lập tức trong cái thời điểm này. Tuy nhiên, quý vị hãy cứ tin tưởng những gì mà mình đang bỏ ra và là vô cùng xứng đáng. Cứ chăm chỉ đi, rồi các bạn cũng sẽ được có một cái cuộc sống dư giả như ý trong tương lai, đặc biệt là từ giờ đến cuối năm. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì là cái thời điểm các bạn sẽ kiếm được khá tiền nhờ vào cái việc tìm kiếm được thêm đối tác, thêm khách hàng và mở rộng cái mạng lưới kinh doanh của mình. Điều mà các bạn cần làm là biết rõ và phát huy cái điểm mạnh của bản thân, tạo cái ấn tượng tốt đẹp cho đối tác. Như vậy thì quá trình làm việc nó về sau nó sẽ trở nên suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn nhiều. Với những người làm công ăn lương thì cái thành tích tốt trong cái công việc là cái yếu tố giúp cho các bạn thì có một cái túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ không thể keo kiệt với một cái nhân viên sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ như những người tuổi Mùi. Nếu mà có ý định bắt đầu một cái lĩnh vực mới trong cái thời gian này thì có lẽ các bạn cũng hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân cũng sẽ xuất hiện đúng thời điểm giúp cho các bạn vạch ra một cái hướng đi phù hợp hơn với bản thân và cái xu hướng của xã hội. Tiền chảy về túi cũng thuận lợi hơn nhiều. Có điều ấy, dù công việc có thuận lợi đến mấy thì các bạn cũng đừng coi thường những cái rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất, quý vị hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ, tránh những cái sai sót không đáng có mà đôi khi ấy, phải dùng tiền ra để sửa chữa những cái sai lầm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận động thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới. Tiếp theo trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7, con giáp may mắn thứ 3 không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dậu vào cái thời điểm này ấy, có thể là phát triển thêm những cái nghề phụ hoặc là gì, những cái nghề tay trái hoặc là đầu tư kinh doanh cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái nguồn thu bất ngờ. Nếu mà có ý định khởi nghiệp hay là mở rộng thêm cái lĩnh vực kinh doanh hay là chuyển sang lĩnh vực làm việc mới ấy, thì đây là cái thời điểm bắt đầu khá là thuận lợi với những người tuổi Dậu. Cái khả năng cao ấy là những nỗ lực của các bạn cũng sẽ được người khác công nhận, hàng hóa được thị trường đón nhận, cái chuyện tăng lương tăng thưởng hay là có thêm thu nhập là cái điều dễ hiểu đối với những người tuổi Dậu. Nếu có vấn đề gì thì quý vị cũng đừng ngại mà hãy xin sự giúp đỡ của trưởng bối hay là bạn bè, đồng nghiệp. Họ cũng sẽ có thể giúp cho các bạn có được những cái nguồn thông tin đáng tin cậy, nhờ đó mà thu được cái lợi nhuận lớn đấy, đến là gì, đến một cách bất ngờ luôn. Trong thời gian này cũng nhắc nhở những người tuổi Dậu đấy, là các bạn là những con giáp dễ phát tài, phát lộc. Quý vị tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngàn vàng đang đến với mình trong thời gian này, đặc biệt là trong 3 ngày tới. Thì ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng nên gì nắm bắt lấy cái cơ hội, nắm bắt lấy cái vận mệnh của mình để gì có được những cái đường đi nước bước được thuận lợi hanh thông hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng sẽ có những cái bước tiến triển lớn trong cái công việc, đạt được nhiều cái thành tựu ở cái thời điểm vượng vận quý nhân như bây giờ. Có được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, nó hỗ trợ, vậy nên những người tuổi Dậu gặp được nhiều cái thuận lợi, làm gì cũng sẽ được suôn sẻ thành công và làm tới nơi tới chốn. Tình trạng nhờ vậy mà cũng được gì có nhiều cái chuyển biến tích cực, cái sự hứng khởi sẽ giúp cho các bạn vô cùng là nổi bật. Bằng cái sự thông minh và cái sự sáng tạo của mình, kết hợp với cái tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, thì những người tuổi Dậu đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin về cái năng lực của mình. Nói chung ấy, sẽ không có một ai nghi ngờ được cái khả năng của các bạn ạ. Thêm nữa, công việc nó hanh thông thuận lợi nên cái phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, cũng mang đến cho những người tuổi Dậu nhiều cái cơ hội gia tăng thêm cái tài sản, lộc lá thì để nhà. Những người tuổi Dậu với cái khả năng chi tiêu chu đáo lại thêm cái tài tinh nó hỗ trợ nên là ấy, họ sẽ nhìn nhận cái vấn đề một cách rất thực tế và thông suốt. Tài vận thì cũng từ đó mà được khai sáng hơn. Thêm nữa, quý nhân cũng sẽ hộ mệnh giúp cho công việc của những người tuổi Dậu tiến triển một cách trôi chảy, tài lộc thì cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Bản mệnh sẽ bớt đi nhiều cái điều phiền não, tập trung làm tốt cái việc của mình,
lợi nhuận nhờ vậy mà cũng tăng lên nhanh chóng. Thêm vào đó, lại được cả tài tinh nữa chiếu mệnh, nó cũng báo hiệu những người tuổi Dậu cũng có thể gặp được một cái mối đầu tư mang cái tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận sẽ hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong 3 ngày tới đây. Quý vị có thể tận dụng cái lúc này để mà tổng lực triển khai cái dự án mới hoặc là phát triển cái quy mô dự án cũ, tất cả đều có được là đầu xuôi đuôi loạt, giúp các bạn bỏ túi không ít cái lợi nhuận. Trong thời gian này thì các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng đấy, để tranh thủ kiếm nhiều cái hợp đồng hơn cũng như là nhiều cái dự án đấy. Cũng nhờ cái quan hệ xã giao tốt đẹp mà các bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa gì có người sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định mà các bạn có thể thoải mái làm những cái điều mà mình mong muốn. Nhìn chung ấy, chỉ cần các bạn chăm chỉ cần cù thì chắc chắn cái việc làm ăn buôn bán cũng sẽ không đến nỗi nào. Có đồng ra đồng vào là cái chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách là mù quáng nữa. Kẻo lại bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi mà trong tháng này thì nó vẫn còn một vài cái hung tinh nó ăn ngữ. Nếu mà biết đánh giá tình hình chính xác, các bạn có thể tránh được những cái tổn thất không đáng có, cũng như là kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Vì vậy, để bảo vệ cái tài sản của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý, những người tuổi Tý. Thưa quý vị, vận trình tài lộc của những người tuổi Tý nói chung từ đầu năm đến giờ ấy, nói chung là cũng khá là bình ổn, mặc dù cũng gì có nhiều cái khoản thu nhập ngoài luồng nhưng lại thường phải mở ví ra, có nhiều chuyện phải chi tiêu. Về cơ bản thì thu chi khá là cân đối. Tuy nhiên, cái vận trình của những người tuổi Tý có thể khởi sắc trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý gặp nhiều cái may mắn bất ngờ, gặp được quý nhân giúp đỡ, nước dâng thì cũng đẩy thuyền lên, bản mệnh cũng được trọng dụng, đứng đầu bảng xếp hạng trong những con giáp dễ có cơ hội phát tài phát lộc từ giờ đến cuối năm 2024, năm Giáp Thìn. Các bạn có thể được người khác mời về làm việc với cái mức lương cao, cũng có thể nhận được cái sự án lớn, sếp cũng không ngần ngại tăng lương tăng thưởng, còn đề xuất thì thăng tiến về cái chức vụ nữa. Tài lộc thì cực vượng, khiến cho bao người xung quanh phải gì nể phục đấy, từ đồng nghiệp đến bạn bè cũng vô cùng là ngưỡng mộ các bạn. Có điều quý vị hãy nhớ rằng dù làm gì thì cũng cần phải cẩn trọng đấy, bước vững bước từng bước một đấy, không nên nóng vội. Nói chung ấy, từ giờ đến cuối năm thì chắc chắn cái tài khoản của các bạn cũng sẽ được tăng lên nhảy số nhanh chóng. Bên cạnh đó, trong thời gian này về phương diện công việc của những người tuổi Tý nói chung ấy, cũng gặp nhiều cái thuận lợi. Những cái việc dở dang từ trước đó đến nay, từ đầu năm đến giờ thì cũng được hoàn thành với tốc độ nhanh chóng. Thêm nữa, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đây thì các bạn khá tập trung cho công việc và không quan tâm đến những cái điều tiếng xung quanh. Cấp trên có thể sẽ chú ý đến những cái nỗ lực của các bạn, hoặc các bạn cũng sẽ được mời đến các cuộc gặp gỡ, các cuộc đàm phán quan trọng. Khi bắt tay vào việc gì thì các bạn cũng nhớ để ý đến những cái chi tiết. Có những cái lỗi dù nhỏ nhưng mà cũng đủ làm hỏng cái tổng thể công việc. Vì thế, những người tuổi Tý cần phải luôn cố gắng tập trung nhất có thể. Nói chung, trong 3 ngày tới đây cũng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cái cơ hội thăng tiến mở rộng cho con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý. Các bạn có cơ may đón nhận những cái cơ hội thăng tiến trong cái sự nghiệp với cái mức thu nhập là cực kỳ hứa hẹn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì với những cái may mắn về vận trình tiền bạc sẽ giúp cho những người tuổi Tý cảm thấy tự tin hơn, thậm chí là có người còn được gì có được những khoản tiết kiệm kha khá giúp cho các bạn không còn phải lo nghĩ nhiều nữa. Tuy nhiên, với những người tuổi Tý thì do những cái mất mát biến động của ba năm tam tai, đâm ra đến thời điểm này thì họ vẫn còn gì khá an toàn, không dám thực hiện những cái tham vọng của mình vì lo sợ mất cả chì lẫn chài. Đúng là có lý do chính đáng để các bạn lo ngại, nhưng mà đừng mãi vì thế mà đánh mất đi những cơ hội tốt nó xuất hiện trong cái thời gian này. Các bạn cần phải trang bị cho mình đủ kiến thức để nhận ra đâu là cơ hội tốt và đâu là cơ hội cần phải loại bỏ. Vì các bạn gì
quá tham lam cũng sẽ gây ra những cái tác hại không mong muốn vì cái năng lực của mình đang còn có hạn. Quý vị nên tập trung vào những cái gì mà mình hiểu rõ ràng nhất. Và trong 3 ngày tới đây là cái thời điểm cũng khá phù hợp cho các kế hoạch làm ăn kinh doanh. Nhưng quý vị vẫn nên ưu tiên những cái đối tác làm việc lâu dài với các bạn. Chứ còn người mới thì các bạn cũng vẫn nên đợi thời gian tới để tìm ra câu trả lời. Tốt hơn là quý vị nên tránh những cái ai mà hứa hẹn những khoản tiền lãi khổng lồ trong khi vốn bỏ ra lại quá ít. Vì vậy, để bảo vệ cái tài sản cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đó. Và trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Mùi, 3 tuổi Dậu, 4 tuổi Tý. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Dễ có cơ hội đổi đời giàu sang sau một đêm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.